Theo ghi nhận của tuổi trẻ online, khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 10, chiều cường gây ngập nhiều tuyến đường thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ngập nặng nhất nằm ở ngã tư Nguyễn Công Trứ, km và ngã tư Nguyễn Thái Bình, km. Dòng xe hơi đi qua tạo thành những sóng nước lớn khiến nước tràn mấp mé tới cửa nhà dân. Người đi xe máy thì trao đảo tay lái, một số người bị nước văng ướt sũng quần áo, một số phải quay đầu xe tìm đường khác để đi. Trong khi đó, tại quận Bình Tân, do ảnh hưởng của cơn mưa từ chiều và chiều cường dâng cao khiến nhiều đường ngập diện rộng. Một số nơi như đường Hồ Ngọc Lãm, đoạn giao quốc lộ 1, khu dân cư An Lạc, Bình Trị Đông, khu dân cư Trường Thịnh bị ngập hơn nửa mét, hàng loạt xe máy phải giác bộ. Tương tự ở khu vực đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước sông vượt qua bờ kè tấn công vào nhà dân. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường. Ngày 29 tháng 10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt 1,65m, trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền 1,69m. Ngày mai, ngày 30 tháng 10, khả năng sẽ xuất hiện đỉnh triều 1,7m. Đây là số liệu dự báo đo được tại trạm Nhà Bè.